lên nổi lên ra nổi lên thật mạnh ấy. thật mạnh lắm luôn. Ôi, hãng còn ở rất xa, mới đi được nửa đường. Nửa đường mới được nửa đường. Mới đi được nửa đường. Qua chỗ dòng rêu. Vâng, qua chỗ dòng rêu đi được nửa đường. Làm lập kỷ lục, hơn 2 mét 15, hơn 2 mét 05 thế nào? Không loại là bao nhiêu? 2 mét 05. Vâng. Vâng. Thì Tuấn Anh bao nhiêu? Tuấn Anh cho anh bảo là 2 mét 1. Hàng đã về. Chuẩn bị về đến bến rồi. Hàng chuẩn bị về đến bến rồi. Lúc thể dục buổi sáng, đây là thể dục buổi sáng, lên thôi nào, lên thôi nào, đây là thể dục buổi sáng, phải lên này, lên này, chưa lên, mới mới vào dây, bắt đầu giờ mới nhóc cái đầu 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 của dây sắt lua lên, phải lên nhá, lên này, lên này. Chưa chịu lên à? Không chịu lên vẫn nằm chín dưới rồi gần lúc này mới lên được. Chưa lên. Quay cái video hơi dài. Cái sớm quá thì video hơi dài. Dây gì? À, dây sắt luôn. Dây của em hơi sắc luôn của em anh. Cứ vào kéo đi. Ui ơi, quần vết to lắm. Thế là nhìn lưng rồi kìa. Nhìn nè. Nhìn lưng rồi, đen xi rồi. Đấy, nhìn lưng chưa? Nhìn lưng đen xi đó chưa? Đấy. Cái lưng gân xì đó chưa? Đấy. Cái lưng gân xì đó, đấy, cái lưng gân xì đó chưa? Đấy. Đấy, ôi đấy, đấy, nó quay đấy, nhìn lưng gân xì đó chưa? Ôi, dài chứ ngắn gì đâu giờ đây mà. Cũng được đấy. Đấy, đuôi đấy kìa. Con này cũng được đấy. Ừ, kéo vào xem nào. Đây, ui ui con này cũng khủng đấy, không phải giá đâu. Con này nó là hàng đẹp đấy. Con này hàng đẹp đấy, hàng đẹp này đấy. Thấy chưa? Con này hàng đẹp này. Đấy, hàng đẹp. Con này. Đây. Thôi, đã lên hàng. Rất là đẹp đấy. Đấy, ui giời ơi, đấy.